Thứ bảy tuần thứ năm mùa chay năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11 từ câu 45 đến câu 56. Hôm ấy, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không?" Khâm phục trước giáo huấn và những phép lạ do Chúa Giêsu làm. Nhiều người đã tin theo Chúa Giêsu, nhưng cũng không ít người còn nghi ngại, nên họ đã đi kể với các thượng tế và nhóm Pharisêu. Nhóm này vốn đã có định kiến với Chúa Giêsu và nhất là sợ bị liên lụy về mặt chính trị, nên họ đã bàn tán nhau kết án tử hình Chúa Giêsu. Và giải pháp mà thượng tế Caipha đã đề nghị thủ tiêu Chúa Giêsu để tránh hiểm họa toàn dân bị tiêu diệt. Nhưng dưới nhãn quan của Thánh Gioan, lời đề nghị đó được coi như một lời tiên báo Chúa Giêsu sẽ chết thay cho dân và sẽ gây dựng dân mới của Thiên Chúa. Vì có cái nhìn thành kiến, tư tưởng hẹp hòi và lòng ham muốn tư lợi, nên các nhà lãnh đạo Do Thái đã tìm mọi cách để loại trừ Chúa Giêsu và khước từ đường lối chân thật của Người. Nhìn vào thực trạng xã hội ngày nay, chúng ta cũng nhận ra rằng con người rất dễ có khuynh hướng tìm tư lợi và sự an thân cho mình, bất chấp tiếng lương tâm và tuân thường đạo lý. Trong đời sống cộng đoàn, gièm pha, nói xấu cũng là điều rất tối kỵ, vì nó phá vỡ tình liên đới, sự đoàn kết yêu thương và là cản trở lớn nhất cho công tác đại kết mà Giáo hội Hoàng Vũ đang nỗ lực xây dựng. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin giúp chúng con luôn biết cộng tác với nhau trong việc xây dựng nước trời ở trần gian. Xin giúp chúng con biết đến với nhau không chút thành kiến và tin tưởng vào thiện chí của nhau. Xin giúp chúng con luôn cảm nhận Cha hiện diện. Nhờ đó, chúng con vượt qua những tự ái nhỏ nhen, những tham vọng ích kỷ và những định kiến cằn cỗi. Xin giúp chúng con dám từ bỏ mình để tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người, nhất là những người khác quan điểm với chúng con. Amen.